Chúng ta đến ngay chỗ này là khu vực giáo xứ Ngọc Đồng quý vị. Khu vực giáo xứ Ngọc Đồng, chúng sẽ qua đường ngay chỗ này. Chỗ này xe rất là nhiều. Xe đang đổ dốc rất là nhiều, cho nên là phải hết sức cẩn thận quý vị. Đây. Sẽ qua đường ngay chỗ này nha. Xe nó đổ dốc nhìn rất là ghê quý vị. Đây, chỗ này là nhà thờ xứ Ngọc Đồng quý vị nhá. Đó. Tôi sẽ đi vào cái hẻm. Này, cái hẻm ngay bên cạnh nhà thờ xứ Ngọc Đồng này. Đan viện Sito. Đấy. Ở ngay chỗ này chúng ta sẽ nhìn thấy một cái nhà hàng tiệc cưới rất là lớn này. Chúng ta sẽ ra tay trái quý vị. Đây trái vào đây. Đấy, đây trái chạy thẳng vào đây. Ngay chỗ này là Đài Đức Mẹ. Chúng ta sẽ rẽ vào cái hẻm bên này quý vị nhá. Xém đi qua luôn. Đây rẽ cái hẻm sát Đài Đức Mẹ. Ở cái chỗ này thì chúng ta gặp một cái ngã ba, nó giống như là cái chữ Y ấy. Chúng ta sẽ rẽ tay trái này. Ngay chỗ mà chạm cân 60 tấn An Hòa ấy này. Rẽ tay trái. Đấy. Tới đây thì quý vị có thể thấy là nhà thờ Đông Vinh đang nằm sừng sững ở đây rồi. Rất là uy nghi và đẹp. Đấy, rất là rộng và đẹp luôn. Đây quý vị. Đây nhà thờ giáo xứ Đông Vinh quý vị nhá. Đây chúng ta sẽ ở đây. Rồi chào quý vị các bạn đang quay trở lại kênh Mirai City nha. Hiện giờ Phú đang đứng ở trước cổng nhà thờ giáo xứ Đông Vinh quý vị ơi. Thì nhà thờ giáo xứ Đông Vinh xây lại xong rất là đẹp. Hôm nay Phú sẽ đi vào trong này để quay lại quang cảnh trong này, chia sẻ với quý vị các bạn. Thì bây giờ mời quý vị các bạn cùng đi vào trong này tham quan một vòng Phú nha. Đây là cái cổng nhà thờ giáo xứ Đông Vinh quý vị ơi. Đó. Thì cổng chính nhà thờ cái không phải giờ lễ thì đóng lại, cho nên là không có đi đường cổng chính được. Phú sẽ đi cái cổng phụ để đi vào bên trong nhà thờ quay quý vị coi nha. Chúng ta sẽ đi cái đường bên hông này để đi vào bên trong nhà thờ quý vị. Đi cái đường bên hông này đi vào bên trong nhà thờ. Và cái cổng phụ ở đây này. Hello quý vị, thì bây giờ Phú đang đi ở trên cái đường này bên hông nhà thờ này. Đấy, để đi vào bên trong nhà thờ quay quý vị coi. Do là cái cổng chính thì ngày thường đấy, không phải giờ lễ, nhà thờ không có mở cổng ra. Chúng ta phải đi cái cổng phụ đi vào bên trong. Hiện tại bây giờ Phú đang đứng ở bên trong sân nhà thờ này quý vị. Đấy, chỗ này là cái cổng nhà thờ này, cổng chính này. Đó. Thì cái hình ảnh đầu tiên mà đập vào mắt chúng ta đó là một ngôi nhà thờ rất là đẹp theo cái kiến trúc phương Tây quý vị. Đó. Nhà thờ không có sơn những cái màu mè mà lại chọn một cái màu cũng kiểu như là bằng gạch đá đó. Đó, rất là đẹp. Đơn giản mà đẹp. Rất là rộng quý vị. Sân nhà thờ rất là rộng. Đó. Có các cô đang quét dọn sân nhà thờ. Phú sẽ đi lần lượt từng khu để quay quý vị coi. Ok quý vị, bây giờ Phú sẽ đi lên cái khu ở trên này để quay quý vị coi nhé. Và trong này cũng không biết là đi từ đâu, cho nên là cứ gặp khu nào quay khu đó quý vị nhé. Chúng ta sẽ đi cái đường này đi lên trên này quý vị. Ở trong này người ta đang vào này, người ta chụp ảnh cưới rất là nhiều. Đây quý vị, đây là cái đường thẳng đi vào trong nhà thờ này, cửa chính nhà thờ này. Đó, là một cái vòm này, nhìn giống như cái cung điện vậy, rất là đẹp.
Đây, tôi sẽ đi dạo một vòng này cho quý vị coi nha. Đây, bên này người ta đang chụp ảnh cưới bên này này. Đây, đứng từ góc này cho quý vị coi nhà thờ nè. Rất là đẹp quý vị. Rồi bây giờ Phú sẽ đi lên bên trên sân nhà thờ để quay quý vị coi nha. Đây, chúng ta sẽ có những cái đường đi như sau đây. Đường này là đường vào cửa chính, đóng cửa lại rồi cho nên không đi được. Chúng ta chỉ có đi ở bên ngoài thôi. Đây quý vị. Ngày 5 tháng 5 năm 2012 đặt viên đá đầu tiên. Cửa chính đóng lại rồi quý vị nhé. Thánh lễ cung hiến nhà thờ và bàn thờ vào ngày 5 tháng 5 năm 2018. Vậy là được hơn 1 năm rồi quý vị nhé. Nhà thờ mới xây lại được hơn 1 năm rồi. Đây, từ ở trên nhà thờ chúng ta nhìn ra bên ngoài này quý vị. Rất là đẹp. Từ ở ngoài sân chúng ta sẽ đi lên cái bậc tam cấp này để đi lên phía trên nhà thờ quý vị. Đây là cái bên cạnh nhà thờ thôi. Đấy, cái đường bên cạnh nhà thờ. Cửa nhà thờ đóng rồi, không biết là có vô bên trong được hay không. Tại vì nhà thờ giáo xứ Đông Vinh có kiến trúc rất là đẹp và bên trong cái nội thất cũng rất là đẹp luôn. Thì đến lát nữa tôi sẽ tìm cách để vào bên trong quay quý vị coi. Đấy, nếu mà nhà thờ mà đóng cửa rồi thì có thể là không vào được quý vị nhé. Tại vì không phải là ngày lễ cho nên là không có mở cửa. Không có giờ lễ đấy, không có mở cửa. Đây, ở phía chỗ này đi vào đây để một cái hình ảnh ở đây, hình tượng đây rất là lớn ở đây này. Này như là các thánh tử đạo thì phải. Đây, quay qua bên hông bên này quý vị nhé. Bên hông bên này chúng ta cũng có một cái ảnh tượng rất là đẹp ở đây, giống như là giáp đồng vậy đó. Đây quý vị, nhìn ra ngoài sân này đó, rất là đẹp. Hello quý vị, thì hiện tại bây giờ Phú đang đứng ở ngay chỗ này là bên cạnh nhà thờ này. Ở chỗ này có cái đường đi lên. Đó, tôi sẽ đi lên trên này để quay quý vị coi. Đây quý vị ơi, tôi sẽ đi lên trên cái đường này quay quý vị coi nhé. Chúng ta lên cái bậc tam cấp bên đây này. Thì cái cách trang trí của nhà thờ ấy, là làm hoàn toàn bằng những cái đá dạng bê tông như này này. Đấy, để cho nó có cái kiến trúc kiểu cổ á. Thì ban đầu Phú nhìn cái nhà thờ này cái kiểu giống như là nhà thờ giáo xứ Bạch Lâm trên Gia Kiệm mọi người. Đấy, cái kiểu kiến trúc giống vậy á. Cái này là chắc là trên gác này, rất là rộng luôn. Đấy, chúng ta sẽ có những cái ban công thế này. Nhìn xuống quý vị. Đấy. Đấy, chúng ta có những cái ban công này nhìn xuống này. Khá là rộng và đẹp ha. Đấy, quý vị nhìn này. Các cặp đôi người ta đến đây người ta chụp ảnh cưới rất là nhiều. Bởi vì nhà thờ đẹp á. Rồi. Chúng ta sẽ đi tiếp cái đường này coi xem là nó còn đường để rẽ qua bên kia hay không nhá. Ở đây quý vị ơi, chúng ta sẽ có cái đường để đi rẽ qua này. Thì phía sau này là hội trường và nhà xứ ha. Đây, chúng ta sẽ có cái đường này đi phía sau. Đấy, cái đường này chắc là để cha đi lên làm lễ. Đây quý vị, thì ở đây có một cái cầu thang ở đây này, tôi sẽ đi xuống cầu thang như này để quay cho quý vị coi. Phía bên hông nhà thờ bên này có tượng đài Đức Mẹ ở đây. Đây, đang bế Chúa Giêsu này. Rất là đẹp ở đây. Đây quý vị.
Đó, tượng đài Đức Mẹ rất là lớn và đẹp. Rồi, Phú sẽ đi thẳng qua bên kia nha. Đây là phía sau nhà thờ này. Ở đây chúng ta có hội trường. Đấy, chúng ta có hội trường của nhà thờ, một cái sân rất là rộng. Thì Phú nghĩ là nhà thờ còn rất là nhiều những công trình vẫn chưa thực hiện xong. Đấy. Bên trong đó là nhà sứ nha quý vị ha. Đấy, rất là đẹp. Đi qua bên này thì chúng ta có đền thánh Giuse. Đền thánh Giuse quý vị, rất là đẹp ở đây. Đó. Đền thánh Giuse quý vị nha, rất là đẹp. Hello quý vị, thì Phú đang đứng ở bên hông nhà thờ ngay chỗ đền thánh Giuse này. Giờ Phú sẽ đi thẳng cái đường này lên phía trước quay quý vị coi. Ở bên này nhìn rất là đẹp. Đây quý vị. Từ đây chúng ta có thể nhìn lên này. Đó, rất là đẹp. Kiểu kiểu nhà thờ gần gần giống như là nhà thờ giáo xứ Bạch Lâm ở Gia Kiệm quý vị. Đấy, quý vị nhìn này. Đó. Kiến trúc rất là châu Âu và phương Tây. Đây, tôi sẽ đi lên thẳng phía trên nha. Ở phía bên này nhà thờ có để rất là nhiều những cái chậu bonsai lớn ở đây này, rất là đẹp. Đó. Đây, chỗ này chúng ta có cái đường để đi lên này. Cái đường này chắc để dành cho người lớn tuổi và những người khuyết tật để có thể đi xe lăn lên được. Đấy, chỗ này có một tượng đài nữa rất là đẹp đây này. Đấy, thánh Phaolô ngã ngựa. Đó. Tất cả các cửa ở nhà thờ đều làm bằng gỗ hết quý vị. Cánh cửa nhà thờ đều làm bằng gỗ hết nhé. Ở chỗ này cũng có một cái tượng đài nữa ở đây này, nhưng mà tối quá không nhìn thấy rõ quý vị. À, sẽ đi dọc đây cho quý vị coi này. Ở đây người ta đang chụp ảnh cưới rất là nhiều. Thì hiện tại bây giờ là Phú đã vào bên trong nhà thờ giáo xứ Đông Vinh rồi quý vị. Đây là bên trong nội thất của nhà thờ này, quý vị thấy không? Rất là đẹp. Kiến trúc của nó giống như là những ngôi nhà thờ cổ ấy. Đấy, gồm 4 hàng ghế ở trong nhà thờ này. Đây là trên danh cung thánh nha quý vị nhé. Do là không phải là giờ lễ cho nên là ghế ngồi của cha đã được bọc lại hết rồi. Đấy, đây là trần nhà thờ quý vị. Trần nhà thờ nhìn rất là đẹp. Cái này mà khi mà mở điện lên thì rất là lung linh quý vị nhé. Đây là trên danh cung thánh này. Phía bên này là bàn thờ Thánh Giuse. Đây là chúng ta đang đi từ phía trên danh cung thánh đi lên đằng trước nhà thờ này quý vị. Do là em đi vào ban ngày cho nên là không có giờ lễ nào hết, nên là nhà thờ nó cũng rất là tối. Ở đây là từ phía trước cửa nhà thờ đi lên trên danh cung thánh này quý vị. Chắc chắn với quý vị là nếu như mà là giờ lễ đấy thì nhà thờ mở tất cả các đèn lên thì bên trong nội thất nó sẽ rất là lung linh và đẹp quý vị nhé. Bởi vì cái trần nhà này nó rất là sáng, cái trần nhà này nếu mà có ánh điện chiếu là rất là sáng.
Đây quý vị nhìn này, ở nhà thờ trang trí bằng những cái đèn treo này, cái đèn này khi mở lên nó chiếu vào cái trần nhà nó sẽ rất là sáng. Bên trong nhà thờ là có gác chung quanh luôn nha quý vị nhé, có gác chung quanh luôn để cộng đoàn lên trên ngồi lễ luôn này. Hello quý vị, thì từ nãy giờ tôi dắt quý vị và các bạn đi dạo một vòng bên trong khu vực nhà thờ giáo xứ Đồng Vinh. Thì đây là một ngôi thánh đường khá là đẹp luôn, nhà thờ cũng vừa mới xây lại đây, đến nay cũng được hơn một năm rồi nhưng mà nó là nhà thờ mới rất là đẹp. Thì theo Vũ thì cái kiến trúc của nhà thờ nó gần giống như là nhà thờ giáo xứ Bạch Lâm ở trên Gia Kiệm quý vị. Đấy, cái kiểu kiến trúc rất là châu Âu luôn, rất là đẹp. Thì đi nãy giờ cũng hết rồi, bây giờ tôi sẽ đi ra ngoài lấy xe đi về. Thì cái video này tôi xin tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi và gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.